Nượm nhé. Đây 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 đây. Ngon thật. Thấy được không? Con chó đuôi nó dài như thế. À gì thì ngon. Đây hai đứa chúng mày ăn cái món gì mà à không à? Ờ. Ông ở trong nhà mà ông thấy thơm nước hết cả mũi. Làm tí không? Đưa cho ông một chén rượu nào. Này. Ủa này. Phải nói là chúng mày nấu ăn cũng được đấy. Thơm. Thơm. Tao nằm bữa giờ mà tao không thể nào ngủ được. Tao đành dậy. Ừ. Đây này này. Đấy, được món gì đấy? Đây đây đây. Món đấy ông à? Ông bố ông đi. Nó là món gì? Nó cứ làm chén rượu đã. Làm chén rượu đó ông. Cái chó. Là thịt chó ngon nên là rượu nữa thì à bây giờ đấy. Tuyệt vời. Bây giờ nói cho ông nó là món gì mà ông ơi, ngon thế. Món này nó là cái món phi tang. Nhưng mà nó là thịt chó gì? Có chó phi tang. Này này có chó là có chó hấp này. Rượu mận này. Chả chó này, rồi sáo chó này, bây giờ lại có thêm một món chó phi tang đấy. Món mới đúng không? Em con nó đặt tên đấy. À mà ông này, này, báo ông một tin vui. Anh báo cho ông cái tin vui đi. Thế để ông ăn miếng đi. Đây, để ông cầm tên này. Ngon ăn không ông? Ngon. Thế ông uống phát xong. Đây. Rồi. Rồi, bây giờ nhé, như thế nào để kể cho ông nào? Ông ơi, chiều nay nhé, lúc con đi rút rơm rồi để con về thui chó, ừ. Thì con nghe thấy thế này, quan đêm người ta chạy qua chỗ con. Thế sao nữa? Thế người ta bảo theo thế này, là bắt được con chó, cán quan lớn rồi. Đấy. Hay quá. Lại còn bắt được cả cái thằng chủ con chó rồi. Không phải ông và cũng không phải chó nhà ông. Thế luật pháp đưa mình thế. Cậu chó nhà của ông được minh hoan rồi. Thôi bây giờ thế này, ăn xong á, chúng mày đi đưa cậu chó của ông về đây nhá. Đưa cậu chó nhà ông về. Đưa làm sao được nữa. Đưa làm sao được. Không được. Đi ùm cái là xong. Cậu chó nhà ông nằm trên mâm này đây rồi. Ông vừa ăn thử đấy. Ông vừa ăn cậu đấy. Chúng này cứ đùa. Sao này dạo này vui tính. Không phải vui tính đâu ạ. Ông thấy con chó nhà ông đuôi nó dài. Ôi giời ơi, cái loại chó đuôi dài á, thịt nó nạc nó tận da. Rồi ăn con chó vừa thơm vừa ngon thế mà ông lại còn không nhận ra là chó nhà ông à? Thế ông chả bảo bọn con là phi tang còn gì nữa. Phi tang đây. Thế con chó nhà ông nó đang nằm ngoan ngoãn ở trong cái đĩa này á. Vâng, ông vừa ăn nó đấy. Tao giết mày. Chủ quán. Dạ, thưa ngài, em là chủ quán chứ không phải là chủ quán ạ. Bình thường nó là chủ quá, nhưng mà nó nhỡ thì nó sẽ thành quá. À, vâng. Đóng cửa quán vào. Ôi chết, em vừa mới mở xong, chưa bán chắc gì đâu mà em hãm rồi. Bác đừng có hãm nữa. Cô bảo hãm gì? Tiết canh ấy. Tưởng... đóng cửa quán vào hôm nay chỉ tiếp một mình tôi thôi. À dạ vâng, sẽ tiếp một mình ngài ạ. À. Mà tôi nói với cô, không chỉ có tôi là khách quý. Dạ. Mà lát nữa còn có một người cao sang quý phái hơn tôi. Sẽ đóng cửa quán luôn ạ. À. Đóng? Dạ vâng, đóng luôn ạ. À tôi hỏi này. Dạ. Thế ở đây có cái món gì mà nó rất là ngon mà nó lại sang không? Dạ. Dạ người, người ta hỏi món gì chứ không phải là món mẹ đâu. Dạ vâng, em nói món đấy chưa ạ? Thì món gì? Dê. Chỉ dê mới lại mẹ. Mà phải có một cái món ngon như là chó chẳng hạn. Bác thích chó ạ? Ừ, chó. Chó thì thiếu chó gì? Này, có không? Có, em cao lỗi bác ạ. Có ạ. Thế đi vào làm đi. Dạ vâng, em vào luôn ạ. Thế ngó con chó cái thế nào. Dạ vâng ạ. Có tươi không? Tươi ạ.
Đâu? Dạ đây ạ. Go. Chó ngoan đấy. Tươi đấy. Bạn Hiếu. Tùng 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 chàng. Tùng 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 chàng. Ngồi đi, ngồi đi. Này, sau bao nhiêu năm mà tôi thấy bạn vẫn thế. Bạn mới là vẫn thế. Ừ. Chiều cao chả tăng lên chút nào. Còn bạn thì vẫn tươi như ngày xưa nha. Này này này. Nhìn bạn như thế này là tôi mừng rồi. Nhìn bạn tôi mới mừng ấy. Này bạn Hiền, sau 10 năm chúng ta lại có mặt ở đây và cùng nhau ăn chó. Chủ quán. Bà Thà. Ấy. Hả? Bà Thà mất rồi. Bây giờ ấy, là con bà Thà tên là Thật. Nhưng thịt chó vẫn ngon như ngày xưa. Thế cô Thật mang cho đĩa thịt chó và một nậm rượu ra đây xem nào. Bạn ơi. Hả? Bạn cho phép tôi nói thật với bạn này nhá. Bạn cứ nói. Miệng lưỡi thế gian ghê gớm thật. Nó đồn bạn làm quan cơ. Làm tôi cứ phải ăn vận như thế này. Sao? Sao bạn lại phải ăn vận như thế này? Chuyện là thế này bạn ạ. Mình. À. Ông. Ai thế nhở? Mình thấy tôi có cao sang và phú quý không? Mình là chồng của tôi đúng không? Ô hay. Chồng của mình đây. Nhưng mà chồng lấy cái áo này ở đâu ra? Áo mượn gánh hát. Đi thuê, thuê, thuê. Mình mượn đồ ở gánh hát. Mặc đồ đẹp như thế này là chỉ có đi gặp con nào gánh hát thôi có đúng không? Mình cứ bình tĩnh ngồi xuống. Nhìn cái mặt kìa. Đây. Của mình đây. Cái gì đấy? Tiền. Em xin. Cái toàn đá. Nó tiền đá à? Nhà mình làm gì có tiền. Thế mình ăn vận như thế này để làm gì? Mình không nhớ là ngày mai là ngày hẹn ước của tôi với cậu bạn đã 10 năm rồi. Tôi nhớ rồi, nhưng mà... Tôi phải mặc như thế này, ăn vận như thế này cho nó cao sang, cho nó phù hợp với anh bạn của tôi chứ. Vì nghe đâu nói ấy, là bạn của tôi rất là thành đạt đấy. Ôi giời ơi, mình ấy có như thế nào thì mình thể hiện ra như thế thôi. Việc gì mà phải đi thuê áo như thế này để làm cái gì? Lỡ người ngoài người ta không biết, người ta lại nói mình là trưởng giả học làm sang. Tôi không quan tâm đến người ngoài nói như thế nào. Và quan trọng ấy, tôi phải ăn vận như thế này để bạn tôi thấy rằng là tôi thành đạt, để bạn tôi vui. Mình hiểu không? Vâng. Thôi đi ngủ sớm, mai còn lo việc đại sự. Vâng, em vá nốt cho mình cái áo đã. Bạn ơi, thế này bạn cho tôi cởi cái áo này ra để ăn thịt chó không? Nó nóng lắm bạn ạ. Ăn thịt chó nó cứ phải là như thế này này. Rắn cho xong rồi anh em mình ngồi ăn như ngày xưa ấy. Cả cái túi tiền này nữa toàn đá đấy trong ấy bạn ạ. Ôi giời ơi. Đấy bạn ạ, ngồi thế này nó thoải mái. Chứ còn mặc như thế kia vất vả quá. Nhưng mà được cái nó xứng tầm với bạn. Cảm ơn bạn. Cô Thật ơi. Dạ. Mang rượu ra. Tất cả mang thịt chó ra đi. Dạ. Có ngay ạ. Dạ đây ạ. Rượu của quý ngài đây ạ. Ô. Ngài ơi. Sao nãy ngài bảo là ngài có một người bạn còn cao sang hơn cả ngài. Thế mà... Thì... chó chín chưa? Hấp. Hả? Hả? Hả gì? Chó đang hấp. Uống đi bạn. Mang thịt chó hấp ra đây nhá. Dạ. Nào. Kệ nó hấp. Mời bạn. Mời bạn. Hóa ra ngài ở đây ạ. Dạ. Thưa ngài, ngài lòng con tìm mãi. Ngài đi nhanh quá. Ngài sẽ đâu, ngài phải bảo con chứ ạ. Này,
Mùa, hai người đang uống ở đây làm gì có ngày nào? Mày láo, mày đang nói chuyện với quan đấy. Lính. Thế nào nào bạn? Xin lỗi bạn, tôi đã giấu bạn. Nhưng sau 10 năm rời làng đi lập nghiệp, tôi đã là quan tri huyện. Hả? Quan tri huyện? Sao bạn ăn vận như vậy? Ôi trời ơi! Ôi thằng Nô! Thằng Nô! Dậy dậy dậy! Thằng Nô! Dậy! Ủa ôi! Sao mày ngủ ở giường ông bà thế này? Thằng Nô nào? Tôi đây! Ô, mình! Thế sao mình lại mặc quần áo của thằng ở thế này? À, bộ quần áo này là của tôi. Cách đây 10 năm, khi rời xa quê hương, chia tay bạn bè, tôi đã mặc bộ quần áo này. À, nhưng mà mình ơi, em nghĩ bây giờ mình cũng là quan rồi. Em mặc thế này liệu có ổn không mình? Có gì mà không ổn. Ngày mai, tôi quay trở về quê. Tôi muốn mặc bộ quần áo này để gặp gỡ những người bạn thủ hàn vi của mình. Quan thì cũng từ dân mà ra. Mình mặc như thế này cho nó gần gũi, cho nó giản dị mình ạ. À, thôi, thế cũng được. Thế mình nằm nghỉ đi, để em ra chuẩn bị đồ cho mình nhá. Ừ. Mình cứ nằm nghỉ đi. Tôi biết là bạn mừng cho tôi. Chức lớn, quyền cao, nhà lầu, kiệu hoa, nhưng không thể thay thế được tình bạn của chúng ta. Ôi. Tết mới chảnh nhất, nhăng một cái đã hết cả 3 ngày Tết rồi. Ở đấy, mà giờ chưa chật hết cả da rồi mà không thấy cơm nước gì nhỉ? Ô, lạ thật tí nhỉ? Đấy, cứ bảo sao nói nhiều, đi đến giờ này vẫn chưa về. Cờ mới bạc đấy, lúc nào cũng cờ bạc rạc dài hết cả da. Để xem hôm nay về thế nào đây. Bực quá đi mất đi. Ôi giời. Ôi giời ơi. Công nhận rất là lạ. Ngồi 3 canh giờ mà không ngủ được phát nào. Thế nó mới đen gì. Còn đen nữa nhá. Ôi giời, không hiểu thế nào mà hôm nay đen thế không biết được. Đen cái gì mà đen. Mà tốt nhất ý, lần sau ấy, trước khi đi ông viết cái chữ móm ở trên trán đi nhá. Sao thế? Dở nhớ nhìn cái mặt kìa. Mặt làm sao? Hãm thì không biết. Thua là phải nhá. U đang vào mắt nhá. Mà tất cả là tại bà ấy. Sao lại tại tôi? Người ta đang đỏ đi. Sáng dậy rồi thì rửa mặt cứ lôi người ta lại đi. Chỉ vì cái thoải mái của bà là hôm nay nó mới đen thế đấy. Ô hay, thì tôi tưởng là mấy hôm không được thì hôm qua tôi thưởng cho ông có sao đâu. Thế vẫn còn trách tôi được à? Rồi, người ta bao nhiêu đời nay người ta đã rút kinh nghiệm rồi. Đang lúc đỏ mà đụng vào cái vấn đề nó rất đen. Gớm. Giời ơi, cái làm như báu hóa lắm đấy. Chả thèm. Mà tóm lại cơm nước đâu thì dọn em đói quá rồi. Con sen thằng Nô đâu rồi? Dạ. Mang cơm cho ông bà. Dạ vâng ạ. Chơi với bởi đến giờ rất phải ăn cơm. Cơm đi ạ. Rồi để đấy cho bà. Thôi ngồi xuống ăn cơm đi. Ngon. Cơm này bình thường có gì mà ngon. Nay có cái gì đâu mà ngon. Tết nhất thế này ăn cho nó đạm bạc. Ngon. Này, cơm ngon hay là cái gì ngon hả? Cơm đây nhá. Tôi bảo cơm ngon chứ còn gì nữa. Cơm ngon sao lại đánh mắt vào đây làm cái gì hả? Thì nó bê đến đây thì khen nó một câu làm sao. Khen cái gì mà khen, khen cái kiểu đấy à? Ngồi xuống. Cái gớm nó vừa vừa. Con này đi vào trong nhà. Dạ vâng ạ. Gì mắt thì cứ đảo như lạc vàng ấy. Dừng. Để cái bát xuống. Giờ đánh tránh miếng ăn đấy nhá. Tránh miếng ăn cũng để cái bát xuống. Này, hôm qua ông ăn mấy miếng chả? 2 miếng. Tôi ăn 2 miếng. Thế vậy thì nó còn 6 miếng. Chứ tại sao ở đây lại còn có 5 miếng này như thế nào? Hả? Ai ăn? Bà hỏi tôi hỏi ai? Ô hay. Thế
tôi hỏi ông, ông quản lý ở cái gia nô ở cái nhà này thì tại sao ông không biết là đứa nào ăn vụng, đứa nào không ăn vụng à? Thì có khi là chuột nó ăn đấy. Chuột cái gì mà chuột? Sen đâu? Dạ. Bà cho gọi con à? Này, ăn chả có ngon không con? Không. Ôi, sao lại không ngon à? Ờ, không, con có ăn đâu mà biết à? Ờ, không ăn thì ai ăn? Thưa bà, con không ăn. Con hứa là con không ăn à? Con không đụng vào miếng nào cả. Còn nguyên bà. Đợi. Dạ. Mày dám một cãi mày thì không ăn thì không ăn. Con không ăn được mà. Bà buồn cười, nó đã bảo nó không ăn mà. Nhờ nó chuột ăn thì làm sao? Chuột ăn chuột đã có lòng bàn rồi làm sao mà ăn được? Tôi nhớ chó. Chó tôi treo rồi nhá. Mèo. Mèo tôi đầy rồi. Làm sao mà ăn được? Bà hỏi lại một lần nữa nhá. Mày có ăn chả của bà không đấy hả? Con không ăn ạ. Chính xác mày không ăn đúng không? Vâng. Mày không nói mà đánh cho mày tuốt rác ra nhá. Mày tuốt rác ra nhá. Rác như thế được đúng không hả? Bà ơi. Ông bà ơi. Dạ. Là con ăn ạ. Ô hay. Con ăn à? Dạ. Dạ. Dạ con ạ. Dạ con. Con này. Con này. Dạ. Ông làm cái gì nhá? Để cho tôi dạy nó nhá. Để tôi dạy ra nó. Dạ bẩm ông bà. Là con đi ra đồng về. Con mệt quá. Với cả đói quá. Thế là con chót ăn là. Ông bà tao lỗi cho con ạ. Ô hay. Bà tránh ra. Đấy. Thế là mày ăn mày hỏi ai? Dạ. Này. Kìa, con ăn ý thì con phải hỏi bà một tiếng chứ con. Dạ, con xin lỗi ông bà, lần sau con nhớ rồi ạ. À, bây giờ thế này nhá, bà ngồi ra đây để tôi dạy ra nô. Mày đứng ra đây. Mày đã ăn miếng chả của ông bà rồi mà lại còn không xin phép. Vậy thì ngày hôm nay mày phải nhịn nhá. Dạ. Mai mới lại được tiếp tục ăn nhá. Dạ. Đói phải chịu, rõ chưa? Này là. Vâng, thôi. Ông thử nhịn như nó xem ông có nhịn được không? Này, không phải việc của bà. Dạ, thôi, con sai thì con sẽ nhịn đói cả ngày ạ. Ừ, đúng. May là phải nhịn nhá. Thôi bây giờ thế này. Ra ngay chuồng gà, bắt cho ông con gà trống ấy. Dạ. À, buộc nó lại để chiều nay ông tiếp khách nhá. Ô, chiều nay ông bà có khách ạ? À. Dạ, ông bà ơi, con có một cách mà ông bà không cần phải thịt gà cũng mời được khách ạ. Là cách gì? Thì nếu thành công thì hôm nay con được ăn cơm chứ ạ. Ông ơi! Này, ông thấy tôi mặc bộ này đẹp không? Công nhận bà rất chịu khó thay quần áo. Đấy. Nhưng mà nói gì thì nói, nhờ cái áo này đẹp đấy. Đẹp không? Ừ. Này, thế nào họ thêu cái đường chỉ vàng ấy, trông nó sang trọng hẳn. Hồng cánh sen đấy. Này, lát nữa có khách đến mà phải ăn mặc cho nó ra dáng là vợ của phú chính nghệ. Nhưng mà này, tôi hỏi cái này là cái gì nhỉ? Ôi, sao lại hỏi cái này là cái gì này như thế nào? Nó là cái gì? Khay ấm chén hay là cái gì nữa? Thế còn cái này là cái gì? Bình hoa. Thế còn cỗ bàn đâu? Ồ, đấy, nói đến cỗ bàn. Ồ, ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Đấy, giờ này mà chưa thấy cỗ bàn, bà bênh cho nó đã lắm vào. À, thế còn ông? Thế ông bênh cái con sen thì sao? Hả? Này, hôm nay là con sen nó không có liên quan nhá. Ừ. Gọi thằng đua ra đây. Tóm lại là hòa nhá. Hòa cái gì? Thì ông bênh con sen, còn tôi bênh thằng nô thì có là hòa chứ còn tôi, là gì nữa. Tôi đã nói với bà là hôm nay là cái việc này là việc của thằng nô, nó hứa nhá. Ừ. Nó nói là sẽ có cỗ, vậy cỗ đâu? Được rồi, để xem. Nô ơi! Dạ bà bảo con ơi! Dạ! Ông cứ yên dạ. Tâm đi. Dạ. Này, dạ, con ông bảo cho gọi con ạ. Ơ, thì tình hình là cỗ bàn đến đâu rồi con nhỉ? Ô, cỗ gì ạ? Ôi, ô, thôi chết. Mày đã bảo rồi là hôm nay ông bà không cần phải làm cỗ, vẫn có cỗ để tiếp khách cơ mà. À, con nhớ rồi ạ. Ông bà cứ chịu khó đợi thêm một lúc nữa, các cụ đang sang rồi ạ. Ôi, tôi chết. Các cụ sang nhưng mà cỗ đâu? Các cụ sang là sẽ có cỗ ạ. Mày nhớ cái mồm mày nhá. Dạ. Năm nay là năm Dần nhá, mày mà nói sai thì ông Dần cho mày bét xác ra nhá. Dạ vâng ạ. Con... Không phải nhịn một ngày đâu mà ông cho mày nhịn cả năm luôn. Dạ vâng ạ, con nhá. Không dám nói dối đâu ạ. À. Tôi chết rồi. Các cụ đến một cỗ. Ơ, đây cụ khách đến rồi. Chào vợ chồng phú ông nhá. Dạ chào ông Lý ạ. Dạ.
À, năm mới chúc ông bà phú ông là sức khỏe, vui vẻ, tiền vào như nước, tấn tài, tấn lộc, lúc nào cũng phơi phới như bà phú đây là rất là tốt. Dạ. Hôm nay mới là ngày mùng 3 Tết lại được lời mời của ông bà phú. À, tôi có bình rượu quý Đông Trùng Hạ Thổ, lô biếu từ hồi trong Tết, hôm nay mới quyết định mang sang này, vừa là để vui với gia đình, vừa là để mừng xuân. Ông bà thấy thế nào? Dạ. Rất cảm ơn anh Lý ạ. Ông Lý ạ. Dạ. Ông ơi, có rượu. Nhân năm mới để chúc anh Lý là mỗi lần ra công đường làm việc rất chí lý. Và mọi người cảm thấy rất là hợp lý. Rồi. Còn bây giờ thì mời anh Lý ta vào trong kia làm một tí. À, phu ông nói thế, Lý đây rất là ưng ý. Dạ. Dạ, thì con mời cậu Lý vào trong nhà nghỉ á. Mời anh Lý. Ông bà phu ông có nhà không? Ôi giời. Dạ. Ôi giời ơi. Dạ dạ. Dạ. Dạ chào ông xã. Chào này. Ông bà. Dạ. Này. Dạ. Ông xã đây. À dạ. Còn đây là anh xã. Dạ. Dạ dạ chào anh xã. Dạ đầu năm mới xin chúc gia đình anh xã coi như là bình an mọi sự thành kính phân ưu và cả. Ôi giời. Dạ, thưa anh xã là vâng, nhà tôi là cũng ít khi mà đứng trước chỗ đông người, cho nên nói là cứ hay bị trơn trượt. Dạ, 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 anh xã thông cảm là em đẻ không kiêng nên là nó có tí dịu à. Dạ, dạ, thế chúc anh ở gia đình mạnh khỏe, vạn sự bình an nè. Dạ. Đầu xuân năm mới, nhìn ông bà ấy cứ tươi vui phơi phới như thế này. Đấy. Chắc là năm ngoái cũng làm ăn cũng khấm khá hả? Dạ. Và là làm ăn tấn tới. Dạ. Đầu xuân năm mới tôi sang đây tôi cũng có con gà. Ôi ôi giật cá mình nhỉ. Dạ. Tôi sang để chúc ông bà đầu xuân năm mới là cứ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. À, tôi còn chúc riêng bà ấy là cứ trẻ mãi, đẹp mãi, cứ như là hổ thêm cánh. Ôi dạ. Hổ còn biết bay ạ. Dạ, dạ anh xã cứ cứ khéo khen đi ạ. Nhưng mà tóm lại là bà bay ít thôi nhé. Không phải tôi cứ đứng dưới tôi ngóng hổ bay thì chả biết bay đi đâu. Mình đây. Dạ, 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 xin anh xã. Dạ, ui trời ơi, dạ, dạ, ngon quá. Dạ, dạ, cảm ơn anh xã. Dạ, mời anh xã ngồi ạ. Mời ông. Ngồi đi. Xem đâu. Dạ. Dạ, bà bảo đây. Dạ. Sao vừa nói. À, vâng ạ. Mang cái con gà này vào, chặt ra làm cỗ. Dạ vâng ạ. Dạ, dạ sao đấy anh xã? Ai rồi ôi. Dạ sao đấy ạ? Ôi ôi chết. À, ai rồi ôi, đau quá. Anh xã làm sao thế ạ? Ôi dồi ôi, cho tôi hỏi khi không phải. Thế cái nhà tiêu nhà mình nó nằm ở chỗ nào ấy ông bà nhỉ? Đây đây. Dạ. Anh đi ra bên cạnh nhà đây. À đằng kia. Dạ vâng ạ. Thế xin, dạ. xin lỗi ông bà. Ông bà thông cảm. Tết từ ăn nhiều giò chả bánh chưng quá cho nên là bụng người yếu. Dạ. Dạ dạ. Dạ mời ạ. Ui. Mình ơi, đấy. Thế là vừa có rượu, vừa có gà, vừa được đánh chén. Đấy, mình thấy không? Cái thằng nâu ấy, tôi đã bảo với mình rồi, thằng ấy là nó thông minh lắm, mà nó nhanh nhẹn, nó tính toán đủ các thứ. Nói tóm lại là ăn xong của tôi bà treo cánh đấy. Treo cánh ấy. Lấy bằng được cái số tiền mất hôm qua. Đấy, vừa được ăn, vừa được đánh bài. Dạ, bảo ông bà, ông bà thấy có được không ạ? Được. Quá được. Dạ. Ông ơi, tối nay con được ăn cơm chưa ạ? Được chứ này. Vâng. Mày cho ông hỏi nhá. Dạ. Ông đang tò mò, mày kể cho ông nghe là cái công việc nó như thế nào mà mày giỏi thế? Dạ thưa ông bà, cho con xin phép được hồi tưởng ạ. Này,
ông không thích xem cái hồi tưởng cuộc đời bà đâu nhá. Dạ không ạ. Thế thôi, ông cho con xin phép được kể chuyện ạ. Khổ quá. Ông làm gì có thời gian mà để nghe mà kể chuyện. Dạ thôi, con xin phép được kể lại quá trình mà con kiếm gà với rượu về cho nhà mình ạ. Rồi kể đi. Chẳng là... Ô hai, giờ này mà ông vẫn ngồi đây à? Không ngồi đây thì ngồi đâu? Uống trà nhạt mà vẫn còn năng tích. Chẳng có trà nhạt mà uống đã tốt rồi. Cái canh bạc đêm qua, bà tối đầu tối dạ thì ông vừa vừa thế. Mặt trông thì sáng sủa mà sao đánh cái lớp bài ngu đến thế. Cứ tôi đứng dậy, bà nhìn thấy rõ ràng rồi. Tôi đi, chân tôi đã phồng kiềng như thế này rồi. Là ký hiệu con gì? Ký hiệu con gì? Con chi? Trời ơi. Thế mà sao không đánh xuống cửa chì để tôi ù ván đấy? Ù ván đấy nhá. Là bạch thủ chiếu chi tám đỏ hai lẻo. Ôi giời ơi, thế mà cứ giữ khư khư con chi ở trên tay làm cái gì hả? Tôi chắp tay tôi lạy ông đấy. Không biết là ai tối giả, không biết ai là dốt đâu. Giờ ông bảo ông phím, phím thế mới là phím à? Thế còn phím thế nào nữa? Ông bảo là ông bành chân ra thế này là con chi. Ông thử nhìn lại ông xem, cái chân của ông ấy cả đời vòng kiềng rồi, ai biết ông phím kiểu gì? Trách người cũng phải nhìn lại mình chứ. Mà tôi nói ông nghe nhá, tôi đấy là tôi còn chưa nói ông đấy. Cái lúc mà tôi phím ông nhá, mà tôi đã coi như là nháy như thế rồi, để xem là trên tay có con nhị vạn không thì oánh xuống cho tôi. Lúc ấy tôi nghĩ rồi, nhưng mà tôi không biết phím cho bà kiểu gì, vì còn một con nhị vạn duy nhất nó đang nằm dưới nào. Thế tại sao không lật lên để nhau để cho tôi biết? Lật được. Lật được ở dưới lọc thì đã không phải ngồi e cửa mông đít đánh bài với chúng nó. Thế sao ông bảo ông là thần bài? Thần bài không đứa nào mất được ông. Mà cái Cái gì? Cái cả nhà bà ấy. Ok. Cái cả họ nhà bà ấy. Ông bảo họ nhà tôi làm sao? Cái thằng cậu ngồi trên cánh của tôi, nó cứ đì đọt tôi. Tôi cứ đánh xuống cửa con gì nó phang vào mặt tôi con đấy. Cậu thì cậu nhé, mày đì ông ở trên sới bạc ấy, rồi lên công đường thì ông đì cho mày biết mặt. Trời ơi, nó là em vợ ông đấy. Ông làm gì ông làm đi. Em vợ thì em vợ chứ. Em vợ mà nó đì rồi thế à? Bà cứ chờ đấy. Có dịp thì tôi cho nó một trận, cho nó biết mặt. Đánh giờ. Bài, đánh bạc. Có anh mới chị ngồi ở đấy, phải đánh lới cái tay cho anh ngủ. Đánh cả nhà tập trung vào mà vẫn không thắng được cái thằng gà son nó ngồi dưới tay tôi. Toàn ủ xuông như thế. Mà bà không biết được là ai tối giả, không biết được là ai dốt đâu. Tôi phím ông nó rõ ràng như thế, mà lúc tôi gọi hẳn như thế này, thằng Vạn đâu? Đi ra vườn vác cho bà hai cành đào về đây. Như thế là con gì? Con gì? Là con nhị vạn. Để xem nếu trên bài ông không có, nhưng phải dưới nọc như nào ông phím ông lật lên cho tôi để tôi biết tôi còn ù cái ván hoa rơi cửa Phật chứ lại. Này, nói tóm lại nhé, từ bây giờ là tôi cũng chả bao giờ ngồi chéo cánh nhồng gì cho nó mệt ra. Nhá, bạc lon này cứ đòi thắng gà son, làm cho người ta mất luôn cái ván hoa rơi cửa Phật, điên hết. Thôi bà đừng ngồi đấy mà quang quác lên đi. Bây giờ là canh mấy rồi, không đi chuẩn bị cơm nước thì mà ăn còn đến bao giờ nữa hả? Cứ ù xuông như thế lấy đâu ra mà ăn? Thế ù xuông thì không phải ăn à? Ù xuông thì thằng Lý này không phải uống rượu à? Không ăn không uống vào thì lấy sức đâu mà đánh tiếp? Lấy sức đâu mà gỡ để mang về cho hầu bao của bà nó đầy lên à? Bà đi xuống bếp ngay, đi ngay. Nói tóm lại là tôi mặc kệ ông muốn ăn cái gì thì ăn. Bây giờ là tôi phải đi sang bên ngoại tôi chúc Tết nhá. Chứ mấy hôm Tết cứ ngồi hầu các ông ấy, chả còn thời gian để mà đi đâu cả nhá. Tự túc đấy, xem có cái gì đấy mà ăn. Giời ơi, vợ mới chở con chán không chứ lì. Giờ này lễ với cả Tết để ông chết đói ở nhà. Cô Lý có nhà không à? Đứa nào đây? Bà ấy không có nhà đâu. Thế này mà cụ lại bảo là cụ không có nhà. Dạ, con chào cụ Lý ạ. Tao bảo bà ấy không có nhà chứ tao không bảo tao không có nhà đâu. Dạ. Mày là ai, con cái nhà? Dạ, thưa cụ, đầu xuân năm mới con sang đây là con xin chúc cụ sang năm mới là nhiều sức khỏe, nhiều tiền, nhiều đất, cái gì cũng nhiều. Thế nhưng mà
vợ là đừng nhiều cô ạ, không thì mệt lắm ạ. Thằng này, mày thấy bà ấy vừa đi, tao cãi nhau với bà, mày thì khích đẻo tao đấy à? Dạ, không ạ, con đâu có ý đấy ạ. Thôi được rồi, ngồi ông đây tao hỏi. Dạ. Mày con cái nhà ai mà sang nhà tao có việc gì? Dạ bẩm cụ, cụ quên con nhanh thế ạ. Con là thằng nô, người ở nhà phú ông ạ. À, thì ra là thằng nô, người ở bên nhà phú ông à? Dạ con ạ. Nhưng mà sau năm ngoái tao thấy mày to cao lắm cơ mà. Sao năm nay mày lại quẩy dí quẩy dị đi thế là thế nào? Hả? Làm sao mà phải khóc? Thôi được dạ, rồi. Cụ Lý nói thì con lại bị tủi thân. Cụ cho con xin phép ngồi được không? Ngồi xem nào. Dạ. Thế có chuyện gì? Dạ, bẩm cụ là con chạy sang đây cũng mệt. Cụ cho con xin hớp nước được không ạ? Đây, nước đây, uống đi. Dạ, con xin cụ ạ. Thế làm sao mà người lại quắt queo như thế ở con, nó không cho ăn à? Bẩm cụ là mặc dù được nhà phú ông cho ăn rất đầy đủ, uống thuốc không chạch bữa nào. Thế nhưng mà... nhưng do số con là thế, con không lớn được. Thôi, ngày nó càng bé đi của. Thôi, Tết nhất mày khóc lóc rông nhà tao ra. Mấy cái là trẻ con đấy lại hay. Đi đâu cũng được mừng tuổi. Dạ. À đây, đeo. Rồi, để ông mừng tuổi cho mày, cho sang năm nó nhiều lộc nhá. Dạ vâng ạ. Đây, có chẵn có lẻ, ông mừng cho mày. Rồi, đây. Hai Trinh nhá. Dạ con xin cụ ạ. Rồi. Thế thằng phu ông nó sai mày sang đây có việc gì? Dạ hôm nay nhà ông con cắt Tết ạ. Nên là ông con mới bảo con sang đây để mời cụ sang nhà con ăn cỗ ạ. Mày trêu cụ. Này, tao nói về mày không đùa được chuyện ăn uống này đâu nhá. Đúng là nó sai mày mời tao sang cắt Tết không? Dạ đúng ạ. Lạ nhỉ, thằng phú ông này nó ăn sắt rồi nó lại vót gia đình, nó kẹt xỉ như thế thì có năm nào nó mời tao ăn uống có bàn gì đâu mà tự nhiên năm nay nó lại mời tao sang cắt Tết. Dạ bẩm cụ là chừa rồi cụ ạ. Đấy, nhưng năm trước ấy, chính là không để ý đến cụ. Thế là bị cụ để ý lại. Năm nay mới nhớ, mới bảo con sang đây để mời cụ sang đây ạ. À, ra thế à. À, nhưng mà cụ ơi. Không chơi được với các quan đâu. Nó làm ăn giàu có như thế. Mà lễ Tết này là cấm nhớ gì đến cụ. Thì làm gì cụ chả để ý. Dạ, này, mà tao sống thế là còn có đức đấy. Chứ cụ Lý khác ấy, thì cụ chả di cho chết từ lâu rồi. Biết nghĩ thế là được. Dạ, mời tao sang ăn ra Tết. À năm nay tao còn lưới tay cho. Chứ không thì chết với cụ. Dạ vâng ạ. À nhưng mà cụ ơi, có một chuyện này. Nhưng mà thôi ạ, đầu năm nói ra nó ngại lắm cụ ạ. Ngại cái gì? Mày cứ nói ra. Dạ bẩm cụ là bên nhà ông con thì sắp cỗ ra đấy hết rồi. Nhưng hôm nay lại là mùng 3 Tết. Ông con sai con đi mua rượu mà hàng quán đã mở đâu hả cụ? Đúng rồi, thế đang là... dịch giã này ai ta cho mở. Vâng ạ, thế là con không mua được rượu. Mà hôm nay ấy, ông con lại bảo là mùng 3 Tết, cắt Tết mà lại được uống rượu của cụ Lý nhá, thì sướng hơn là gặp tiên cụ ạ. À, rượu hả? Dạ. Rượu thì đúng là sở trường của cô rồi. Trong nhà tao đầy rượu. Dạ, đầy sau vườn đấy, nguyên một khu vườn. Tao chôn xuống gần 100 cái chum, mấy nghìn lít rượu tao để đấy uống quanh năm không hết. Nhưng mà nếu đúng là hôm nay đi ăn cỗ nhà phú ông, dạ, thì tao sẽ mang hẳn cái bình rượu quý mà chúng nó biếu từ trong Tết, tao chưa uống đến. Dạ. Ngon nhất, thơm nhất mang đến để tỏ cái thiện ý của tao với phú ông. Đã dạ, được chưa? Dạ thế thì quý hóa quá cụ ạ. À, dạ. Được rồi. Thế bây giờ này nhá, dạ, mày cứ bảo với phú ông là cụ Lý nhận lời rồi, chiều cụ Lý sẽ có mặt nhá. Dạ, con chào cụ, con về ạ. Ừ, dạ, về nhá. Tưởng con mù vợ nó cho mình nhịn đói, tự nhiên lại được lão phu ông mời đi ăn cỗ. Này, cứ sang nhà ngoại đi, cứ đi lễ Tết đi, ngày kia ông về tôi còn đi đánh chắn nhá. Dạ ông không có nhà bà.
Dạ vâng ạ, thế thôi con chào bà, con về đây ạ. Vâng ạ. Dạ con chào ông ạ. Dạ con chào ông ạ. Dạ ông ạ. Ừ. Ông ơi, ơi. Sao ông lại ngủ trên cây, nhà mình có sao ông không ngủ ạ? Ông ấy hôm qua đánh bạc bị thua hết tiền. Bà mày xót tiền nên đuổi ông ra khỏi nhà rồi. Đang làm ầm làm ý nhà lên kia kìa. Dạ, bảo sao con vào tìm mãi chẳng thấy ông đâu. Ông ơi, con đang có chuyện muốn bẩm ông ạ. Sao, có chuyện bẩm ông à? Dạ vâng ạ. Thế để ông xuống. Dạ dạ. Nhà cô chẳng ngủ. Anh ngủ trên cây. Rồi. Đây. Để ông xuống. Dạ ông ạ. Thế sao? Mày con cái nhà ai mà tìm ông ấy có việc gì? Ô, sao ông lại quên con nhanh thế ạ? Con là thằng nô, người ở nhà phú ông đây mà. Cái gì? Mày là thằng nô, người ở nhà phú ông? Dạ vâng. Thầy mày nữa, mày cứ đùa ông. Thằng nô ấy, mấy năm trước ông gặp, nó cao to lắm cơ mà. Sao bây giờ này, mày lại bảo mày nhận là thằng nô là thế nào? Hả? Khổ. Đấy ông ạ, tất cả là nó cũng do số phận ông ạ. Mặc dù là con đã được nhà phú ông hết sức chiều chuộng và quan tâm lo lắng rồi. Cơm ăn không thiếu một bữa nào. Thế nhưng mà số mệnh nó bắt buộc nên là người con nó cứ càng ngày càng nhỏ lại, càng ngày nó càng co lại ông ạ. Thế cũng khổ nhỉ. Dạ vâng. Nhưng không sao, nhỏ như thế này ấy thì mình lại càng được nhiều tiền mừng tuổi. Đây. Đây tiền. Ông mừng tuổi cho mày. Dạ. Con xin ạ, con đội ơn ông ạ. Này. Dạ. Thế mày gặp ông ấy có việc gì? Dạ, bẩm ông là hôm nay là mùng 3 Tết, nhà ông con cúng cắt Tết ông ạ. Thế là ông con mới bảo con sang đây là mời ông sang nhà con ăn cỗ ạ. Úi giời ơi. Cái thằng cha phú ông ấy kỳ bo kẹt xỉ nhá. Kẹt lõ cả người ra ấy. Mà tự nhiên lại đi sang đây mời ông ăn cỗ. Này, chắc là có việc gì nhờ ông đúng không? Dạ ông ạ. Đấy, năm nay là chừa rồi, thấm thía lắm rồi ông ạ. Những năm trước là sống kiểu ki bo kiệt xỉn, không để ý đến các ông. Thế là bị các ông để ý, chả làm ăn gì được. Thất bát quá nên năm nay sửa rồi ông ạ. Chả phải sửa. Năm nay là ông với con mới bảo con sang đây để mời ông sang nhà con ăn cỗ. Nhưng mà ông ơi, có một vấn đề này con muốn bẩm ông nữa. Nhà ông con ấy thì rượu quý không thiếu ạ. Thế nhưng mà hôm nay là mùng 3 Tết, hàng quán lại chưa mở. Con đi tìm thì chả có cái gì về để làm mồi cho các ông uống rượu cả ông ạ. Thế nên là nhà con lại không chuẩn bị được mồi. Mời ông sang uống rượu, thế nhưng mà lại không chuẩn bị được mồi. Dạ. Đúng là cái thằng cha phú ông này. Thôi được rồi, ông ấy đã có lời mời ấy thì ông sẽ sang. Dạ. Đấy. Có rượu chưa? Ui, rượu nhà ông con ngon lắm ông ạ. Mà nhiều rượu lắm ạ. Nhiều rượu? Dạ vâng. Có rượu thì được rồi. Dạ. Có rượu ngon, ông ấy sẽ mang mồi sang. Dạ. Bây giờ ấy, mày cứ về bên nhà phú ông chuẩn bị trước đi. Hả? Dạ. Rồi ông sẽ sang. Dạ vâng ạ. Mà này, thế định mời ông là vào buổi trưa hay là buổi tối ấy nhỉ? Dạ, bẩm ông là con mời ông là chiều muộn sang nhà con để tối ăn cỗ ạ. Được. Thế thì chiều tối ông sẽ sang. Dạ vâng ạ. Thế thì con xin phép ông, con về ạ. Dạ vâng. Giỏi.
Quá thông minh này. Được, ông sẽ có thưởng. Bà, vào việc. Vào việc. Ông đi ra đây. Ui giời ơi. Cái gì đấy? Ui, đau bụng, đau. Khổ quá, đang ngồi chơi vui thì đánh treo cánh đang đỏ. Ui giời, đỏ với đen cái gì? Ui giời ơi. Ông bà làm sao ấy nhở? Này, vừa nãy ấy, là nô cho thuốc đau bụng vào canh gà của ông bà đấy. À, này, anh nô này. Hả? Rõ ràng là anh nô có ăn trả đâu. Sao anh nô lại nhận? Sen gốc thật đấy. Nếu mà nô mà không nhận á, thì bà đánh cho sen tước xác ra đấy à? Ừ nhỉ. Đúng là chỉ có anh nô mới tốt với sen thôi. Có gì đâu. Rồi. Người to như cái tích mà lại trốn ở đấy mà người ta không nhìn thấy đấy. Bác ngáy ngáy mà em tưởng bác sặc nước bọt, bác đi rồi. Trời ơi chú gió ơi. Anh đang ngủ trưa ngon. Đang mơ một giấc mơ đẹp. Chú làm một phát anh giật cả mình luôn. Tắm ao cùng mấy con sen đúng không? Sao biết? Này. Đúng lúc cái đoạn đùi con sen trắng thì anh vừa mới đưa tay vào một cái thì giật mình luôn. Bác thử quá. bác thử quá thế mà bác cái mà biết thì chết. Không có ở nhà thì mới nói to thế thôi. Nhưng mà này, dạ. Chú sang đây hỏi vay hay mượn hay là thưởng cái gì của anh rồi đấy? Bác lại nghĩ em nó lại tệ thế hay sao? Cái mặt em trông này mà lại tệ thế hay sao? Thì anh cứ phòng xa thế thôi. Phòng xa cái gì? Em không nghĩ bác tệ thế đâu. Hai anh em mình thỉnh thoảng lại cứ rủ nhau đi nhậu rồi mà cuối cùng thì bác lại nghĩ em sống như thế thì mà cũng sống được à? Nhắc tới nhậu, hôm bữa quán là bà béo ấy. Hôm đấy là đang ăn giữa chừng. Vợ gọi, anh phải về, không kịp trả tiền. Đấy nha. Chưa khảo mà đã sưng. Em có nói gì vấn đề là bác chuyên là người quỵt không trả tiền đâu. Ăn xong bao giờ cũng tìm lý do về trước. Em vẫn nghèo, nhưng em vẫn trả tiền cho bác đàng hoàng, em có ngại gì đâu. Đấy nhỡ thôi. Không đấy nhỡ đúng không? Thế thì cách đấy 3 hôm thì là thế nào? Hôm mà nhậu thịt chó biết rồi. Ở chỗ cái con vẩu ấy thì... Thì... Hôm đấy là quên không mang tiền. Quên không mang tiền thì bác cứ nói với em là quên không mang tiền. Bác ăn xong bác lại bảo là bác buồn đi tiểu. Thế thì em cứ đợi bác rồi mà đợi đến nửa ngày thì không thấy bác đâu. Nhưng mà chính nha là không mang tiền. Thì bác cứ nói. Thế thôi, vụ đấy em bỏ qua. Thế còn vụ 10 rằm tháng trước thì thế nào? Hôm đấy... Tôi đang chuẩn bị đi lấy tiền ra trả. Thì bố vợ ốm. Đã. Phải chạy về ngay thăm luôn. Bố vợ ốm à? Ừ. Vợ mấy? Bố vợ của bác mất rồi cơ mà. Bà Bát. Bố vợ của ông anh. Bác nhiều lý do quá. Nhưng thôi, em bỏ qua hết nhé. Chỗ hàng xóm láng giềng nó là tình cảm là chính nhá. Hôm nay em qua đây em rủ bác đi. Bác có đi tiếp với em không? Đi tiếp à? Vâng. Đi đâu? Đi đâu nhớ mang tiền đi. Lại bận à? Không phải. Tiền vợ nó giữ. Thế đi không tiền có đi không? Không tiền, nhưng mà có ăn thì đi. Ôi giời. Đi với em chỉ có nhậu thôi. Chỉ có là rượu thôi. Thế à? Thế bác có đi không? Có. Thế đi đâu? Đi đâu à? Ừ. Bác là dần chày. Đúng không? Ừ. Bác nổi tiếng về đánh hơi. Bác thử đánh hơi cho em xem trong này nó có cái gì. Nghe tiếng kêu rồi. Là cái gì nào? Kê.
kê. Đây, cho bác xem này. Đây, bác nhìn này. Này, này, này. Ui đời. Ui đời ơi. Mà này. Bác nhìn này, con này nó có cái màu nó đẹp không? À, con bỗng dưng có màu trên đầu. Này. À, dạ. Con gà này nhìn quen lắm. Quen là quen thế nào? Nhất là cái màu này này. Vâng. Chú nói cái màu, anh mới nhìn cái màu thì mới thấy nó quen. Bác thấy cái màu này nó quen đúng không? Đúng rồi. Con gà nào nó cũng có cái màu nhé. Ừ. Cái màu nằm ở trên đầu. Thì chả nằm ở trên đầu, nằm ở đâu? Tự dưng nó thế đã lâu lắm rồi. Đúng, đúng, đúng. Hôm nay em đến đây ngồi. À. Tí nữa nó sẽ vào nồi luôn ngay. Thơ hay quá. Hay quá. Thế nhưng mà chú gió này. Dạ. Anh thấy bộ lông con gà này, cái màu sắc nó cũng quen quen lắm. Gà nào mà chẳng có lông. Mà con gà nào ấy, gà trống nào thì cái màu lông nó thấy đây nó cùng một giống. Bác biết con gà này ở đâu không? Không. Trời ơi. Con gà này là gà của vợ em. À, của nhà chú à? Nhà em. Ừ. Vợ em nó nuôi con gà này. Ừ. Em bảo là khi nào nó lớn, nó to là để thịt vào ông công, ông táo. Đúng rồi. Nó tiếc. À. Nó bảo là không. Ừ. Con gà này ngon, con gà này quý. Là phải mang ra chợ bán, lấy tiền mua quần áo cho bọn trẻ con nó ăn Tết. Em bảo bà bị hâm à? Đúng là hâm thật. Nuôi được con gà, cái ngon mình phải thưởng thức. Đúng rồi, phải. Lại mang đi bán, rồi mua quần áo về, nó có phí không? Hả? Phí, phí, quần phí. Quần áo nó mặc vào người, nó có bổ, nó có béo được không? Đúng rồi. Không mặc quần áo này, thì mặc quần áo khác. Đúng. Bây giờ Tết thì năm nào chả có. Đúng rồi. Con gà này nó chỉ có một thôi. Đúng không? Đấy, cho nên em bảo, thịt nó dứt khoát nó không nghe. Thế là em cuỗm. Nó kỳ bo quá. Đúng rồi. Nó không thịt là em phải cuộm. Em phải cuộm. Nhưng con này nó to. Một mình em ăn nó không ngon. Đúng rồi. Em nhớ ra bác này. Nhớ ra bạn Diệu. Cho nên em sang đây để tí nữa em và bác ra bờ sông bắt cái nồi lên luộc con này. Luộc chín. Xé nó ra. Chấm với muối ớt. Uống một chút rượu thì cứ gọi là để vào môi nó trôi xuống rốn. Mưa này, dạ. Ở bờ sông ấy, mà luộc ấy, mình phải mang nồi đi, lấy kích lắm. Ở bờ sông, mình chỉ bẻ mấy cành củi khô, mình bắc lên, mình nướng. Nhưng nó không bị ra nước, nó ngọt. Trời ơi, trông cái mặt bác thế mà khôn. Đúng rồi, nướng mỏi. Đúng. Nướng mỏi thì không mất đi đâu tí nào. Đúng rồi. Ta cứ cả lông ta nướng em. Đúng, đúng rồi. Không? Nhưng mà có rượu chưa? Ôi giời ơi, rượu nhà em thì cứ ra giọt nào là hết giọt đấy. Em làm gì có nhiều điều kiện như bác. Em biết nhà bác có rượu ngon lắm. Đúng, đúng. Bác gái tẩm bổ cho bác cường dương tráng thận này. Cho nên em mang sang đây là để bác mang rượu đi, anh em mình cùng cốt. Con gà nhà bà, chúng mày ăn được con gà nhà bà. Con vợ chúng chú mày cũng hóc mà chúng mày chết chứ. Con này láo quá. Con vợ em mà nó chửi là mẩy chay đứa nào ăn cắp gà của ông. Thế là nó chửi mẩy chay nhà chú đấy. Nó chửi em mà. Con này láo thật. Tí nữa về cho một phát vỡ mồm. Không, không vỡ mồm. Em vả cho một phát ngược. Răng môi lẫn lộn. Ui, mà thôi. Bác nhanh lên, nó mà sang đây mà nó nhìn thấy thì nó bắt mang về thì mình lại trượt miếng. Chú bê ra bờ sông trước đi nhá. Vâng, vâng. Tôi vào tôi lấy rượu. Vâng, vâng. Bác nhanh nhá. Đấy rồi. Rượu đây, rượu đây, rượu đây. Ui dồi ôi. Ui, bác ngửi thấy mùi thơm không? Mà chú, quả không hổ danh với tên gió. Vâng. Bắt gà nhanh như gió. Mà làm lông cũng nhanh như gió. Nướng cũng nhanh như gió. Ôi dồi ôi. Mà cái mùi thịt gà nướng cho nó quyến rũ thế. Ôi dồi, rượu rồi, rượu quý. Bác ngồi đi, bác ngồi đi. Em bác làm chén đã. Bác đây.
Này, thơm quá. Thơm chứ lệ. Úi dồi ôi. Con xin rồi. Nào, em kính bác. Nào. Chúc bác sức khỏe. Chúc chú đúng với cái tên của chú như gió. Dạ, cảm ơn bác. Chú thấy cái rượu này, cái tàng thuốc này, bà vợ tôi ngâm đấy. Úi dồi ôi. Uống vào nó chạy dần dật, dần dật, dần dật. Ý, thấy chưa? Quá đã. Quá đã. Làm ly nữa nào. Vâng. Đấy. Chín chưa, chín chưa? Dạ, dạ, tí tí nữa là chín rồi bác ạ. Đấy, để cho nó kỹ. Rồi. Nào. Đây, bây giờ em... làm chén nữa đi nhỉ? Rượu ngon quá. Thảo nào. Bác cứ khỏe như hùm, như voi. Chén này ta chúc mừng cho bữa gà ngon. Đấy, bác thấy không? Ngon thế này, thảo nào cái mụ vợ em nó xót ruột. Nó chửi thốc mã lên nhỉ. Nóng đấy. Ngon thế. Đây. Cái gì? Em biếu bác cái này. Rượu nha. Ui dồi, đây rồi. Ui dồi. Sao? Nóng quá. Đây. Cho tôi cái đùi. Ấy, bác. Sao? Bác, chết. Bây giờ ai lại người ta lại còn ăn đùi nữa. Đùi là cái gọi là hạ lưu người ta ăn. Chứ cái giới thượng lưu như bác người ta phải là ăn đầu. Các cụ có câu rồi. Nhất thổ. Nhì gì bác có biết không? Vĩ. Mà bác biết vĩ là gì? Vĩ là cái đít gì? Ôi, ai nói là đít, nó phải là phao câu. Đấy, bác là bậc kỳ tài. Người đứng đầu cho nên phải xài đầu. Phải dùng đầu. Mà này, vì cái đầu ta làm chén rượu. Ôi dồi, chuẩn quá luôn. Mời bác. Chú nó chuẩn bị cả muối rồi cả. Dạ, đấy bác. Cái này mà chấm mà ăn thì là ngon lắm đấy. Vâng. Đúng rồi, chuẩn luôn. Bác chấm hơi mặn. Ê! Ấy. Cái bác, gì? Bác đừng ăn như thế rồi, nó dung tục lắm. Thế ăn thế nào? Chả cho vào mồm nhai còn ăn kiểu gì? Không phải, em mới học được một cách ăn mới. Thế á? Ăn ấy, nó gọi là ẩm đúng không? Ừ. Ẩm thực đúng không? Ừ, đúng rồi. Nhưng mà em mới học được một cách gọi là hít thực. Hít gì? Hít thực. Nghĩa là thế nào? Úi dồi, có nghĩa là trước khi mình ăn, mình phải đưa thức ăn lên mũi này này. Mình ngửi này, để mình cảm nhận được cái hương vị của cái thức ăn. Nó đi qua cả đường mũi của mình. Sau đó nó mới đi qua đường miệng của mình. Nó mới xuống dạ dày rồi lúc đấy mình mới ăn. Thì nó mới gọi là hòa quẹn mọi cái tinh tú của thức ăn để chui vào bụng mình. Rồi. Đấy. Giỏi thật đấy. Vâng. Cái này tôi phải bái phục chú. Vâng. Vì cái hít thực này. Ta lại làm lên nữa. Vâng. Mà hít thực nha bác nhá. Ừ. Hít càng lâu. Càng sâu. Thì nó lại càng giá trị. Thế à? Vâng. Đấy, bác cứ thử mà nhá. Nào. Trước khi. Vâng. Thử. Ta vì cái hít thực. À. Có phải như thế này không? Ngon. Đúng rồi. Ấy, bác hít khàm quá. Hít nó phải. Cái mùi của cái khàm này nó vào. Bác thổi đi đã, bác thổi. Thổi. Hít này, hít này. Sâu vào. Đâu vào cảm nhận đi qua khoang miệng nó xuống cái dạ dày của mình. Nào bác hít đi, bác hít đi, hít đi. Đúng rồi. Nào, bác hít đi. Sâu vào. Nào. Hít cái này hết rồi. Bây giờ hít cái kia. Hít cái kia. Nào hít thì phải uống cái đã. Hay quá. Nào.
Nào, hít cái kia. Nào, hít 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 nào. Ờ, thơm không? Hít nào, hít nào, uống, 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 mà này, uống. Hít thế này, có bị no quá không? Ôi, bác hít ít thôi, đừng hít nhiều quá nó no nhá. Thế no thật đấy. Uống, 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 uống. À, uống, uống. Đây, 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 đây. Nào, hít nào, hít nào, hít nào. Nào, hít nào, hít nào, hít nào, hít nào, hít, nhắm mắt vào, hít nào, hít nào. Nào, 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 hít nào. À, nào, uống, 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 uống. Này, cái món hít gió của chú tôi thấy bái phục, bái phục. Nào, bác ăn cái này, bác ăn cái này. Đấy, bác sơi cái này. Đấy, bác lại hít cái này. Đấy, bác lại sơi cái đấy. Để em. Em hạ lưu là em cứ làm cái này. Nhưng mà... Hết. Còn một tí nữa thôi là hết hiệu rồi. Ngon. Hết rồi. Ngon, mời bác, mời bác. Ngon, mời bác. Cái món ý thực này đúng là cao nhất. Đấy, bác ăn cái này cho nó sang trọng. Hít lại hít nhá. Nhưng mà no rồi. Ôi trời ơi, đâu rồi, đâu rồi? Tiến sĩ bố thế nào đang trộm gà nhà bà nhá? Ôi trời ơi, bà trừ cho cả dòng tộc tông ti hoang hấp họ hàng nhà mày. Chết tổ, chết tông, chết ông, chết bà, chết cha, chết mẹ. Chết hết đi nhau. Ôi trời ơi, gà nhà bà là gà vàng, gà bạc. Gà đẻ trứng gà, gà đẻ trứng vàng cho bà luôn. Đấy, vợ em nữa vẫn chửi nhau. Chửi thôi. Kệ nó. Chửi, ăn lúc chửi này mất ngon. Ấy. Chú ngồi đây. Ấy, kẻ bác. Cẩn thận nhé. Ôi đi, bác đã được miếng nào đâu. Hít no rồi. À, hít no rồi. Vâng, bác về nhé. Về nhá. Trời ơi, mày ăn được một miếng gà nhà bà thì chúng mày cũng hóc nhá. Chúng mày hóc mà chúng mày ói, chúng mày chết luôn nhá. Mà cái xương đấy nó dắt vào họng của chúng mày. Chúng mày không thể nào mà thở được. Ôi trời ơi, mà một khi chúng mày đã chết rồi chúng mày... Thôi, mình chửi vừa thôi. Mình gửi nó có thơm không? Ôi, nó thơm lắm mình ơi, ngon. Ngon. Mà công nhận mình khỏe thật đấy. Mình chửi cả ngày không biết mệt. Úi dồi, thế này thì mai kia bao nhiêu việc nhà là mình cáng hết nhỉ. Việc nhà thì mình phải phụ em chứ. Được. Đứa nào được. Mà dám đụng đến nhà mình á. Mình thì em chửi cho tông tì chúng nó chết luôn. Úi dồi ôi, mình chửi như thế thì đứa nào nó dám động đến nhà mình nữa. Mình ơi. Thôi hay là có khi tí nữa tôi sang nhà lão. Tôi trả tiền con gà này cho lão. Sao lại trả tiền? Chứ không mà tôi cứ thấy áy náy thế này. Áy náy cái gì mà áy náy? Mình ăn hộ người ta, sao lại gọi là áy náy? Mình chả hiểu cái gì. Bao nhiêu lần lão đi ăn cái gì, lão toàn đi ăn trực, bắt cái mồm không. Mình trả hết tiền rồi còn gì nữa. Lần này coi như là lão mời mình. Mà không nhận cái lão này xấu tính thật. Lần nào đi ăn cũng tìm cách là chuồn ra trước để người khác trả tiền. Chứ còn gì nữa. Đấy, mình thấy em nghĩ ra cái cách này có hay không? Để cho lão á. Nhưng mà anh thấy mình nó cũng không đúng đâu. Sao lại không đúng? Tự nhiên để đi ăn trộm gà nhà người ta xong rồi. Ăn trộm là ăn trộm như thế nào? Mình làm như thế này để cho người ta rút kinh nghiệm. Mình hiểu chưa? Ăn trộm là ăn trộm như thế nào? Mình chỉ gọi là mình bắt hộ, mình thịt hộ, mình ăn hộ thôi. Không được dùng từ trộm ở đây. Công nhận là con gà này ngon thật vợ. Nhưng mà là một cái đùi của nó đâu rồi? Hả? Thì tôi ăn rồi, tôi đói quá, tôi ăn rồi. Nhưng đây, 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 tôi vẫn phần cho mình một cái đùi này, cái đùi này ngon này. Rồi các con này, vẫn để nguyên con gà này. Lão ơi nhá,
tôi cho lão ấy là thưởng thức gọi là cái món mới là món hít thực. Hít thực? Hít thực, tức là chỉ hít mà không có thực. Tức là chỉ ngửi thôi mà không được ăn. Thế tôi cho lão cái đầu. Xong rồi tôi chuốc rượu cho lão ấy say. Lão ấy chả ăn được miếng nào, lão về. Còn là mình mang cả con gà này về cho vợ con. Thôi đi về ăn con gà. Mà tự nhiên hôm nay trông lại cứ nhọn sắc cái này. Thôi nhanh lên đi nào. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, mà cha nó ăn trộm gà nhà bà. Bà chửi cho chết tổ, chết tông, chết ông, chết bà, chết cha, chết mẹ, chết bảy anh chị em, còn đứa nào đứng xem chết luôn. Nam vô tiểu như ôi kỳ vô phân. Ôi giời ơi, có cái chuyện gì mà con chửi ầm ĩ cả làng xóm lên thế? Ơi, nhà mình bị mất trộm gà rồi. Mất trộm gà? Vâng. Con gà nào? Con gà trống. Con gà mà thầy bảo là con mang ra thịt để tối nay thầy mời cụ Lý. Hả? Mất rồi thầy. Con gà trống à? Vâng. Này này này. Ui đời. Ui nồi ơi. Mà này, bác nhìn này, con này nó có cái màu nó đẹp không? Con bỗng dưng có màu trên đầu. Này. Dạ. Con gà này nhìn quen lắm. Quen là quen thế nào? Nhất là cái màu này này. Vâng. Chú nói cái màu, anh mới nhìn cái màu thì mới thấy nó quen. Bác thấy cái màu này nó quen đúng không? Đúng rồi. Con gà nào nó cũng có cái màu nhé. Ừ. Cái màu nằm ở trên đầu. Chả nằm ở trên đầu, nằm ở đâu? Tự dưng nó thế đã lâu lắm rồi. Đúng đúng đúng. Hôm nay em đến đây ngồi. Tí nữa nó sẽ vào nồi luôn ngay. Thảo nào, ngay từ lúc đầu thầy đã nghi nghi rồi. Ôi giời ơi, nó mời mình. Mình tưởng là nó tốt với mình, hóa ra là nó vừa ăn gà vừa uống rượu của mình.